Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Bí mật, Bật mí. Thưa quý vị, trên thế giới của chúng ta vẫn còn muôn vàn những điều bí ẩn mà đến nay vẫn chưa có lời giải đáp. Chương trình Bí mật, Bật mí là chương trình được tiến sĩ Nguyễn Khắc Tuấn tìm hiểu, nghiên cứu và xây dựng lên nhằm mục đích giải đáp những điều bí ẩn này. Quý vị thân mến, các nền văn hóa trên khắp thế giới tin vào những linh hồn sống sót sau cái chết để sống ở một thế giới khác. Trên thực tế, linh hồn là một trong những hiện tượng huyền bí được nhiều người tin rằng có tồn tại. Hàng triệu người quan tâm đến ma và hàng nghìn người đọc truyện ma mỗi ngày. Nó không chỉ là giải trí đơn thuần. Một cuộc thăm dò của Ipsos năm 2019 cho thấy 46% người Mỹ nói rằng họ thực sự tin vào sự tồn tại của linh hồn. Ý tưởng rằng người chết vẫn còn với chúng ta về phần linh hồn là một điều xa xưa, xuất hiện trong vô số câu chuyện, trong đó có cả kinh thánh, thậm chí còn có hẳn một thể loại văn học dân gian là chuyện ma. Niềm tin vào sự tồn tại của linh hồn là một phần của mạng lưới các niềm tin huyền bí có liên quan, bao gồm trải nghiệm cận tử, cuộc sống sau khi chết và giao tiếp tâm linh. Niềm tin mang lại sự an ủi cho nhiều người. Con người đã cố gắng giao tiếp với các linh hồn trong nhiều thời đại. Các câu lạc bộ chuyên tìm kiếm bằng chứng ma quái được thành lập tại các trường đại học danh tiếng, bao gồm Cambridge và Oxford. Và vào năm 1882, tổ chức nổi bật nhất, Hiệp hội Nghiên cứu Tâm thần được thành lập. Thế nhưng ở mặt ngược lại, có rất nhiều nhà nghiên cứu, nhà khoa học lại sử dụng những kiến thức khoa học, những bằng chứng nghiên cứu để minh chứng rằng linh hồn không hề tồn tại sau khi chết, tức là con người chết là hết. Vậy rốt cuộc, linh hồn có tồn tại sau khi chết hay là không? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Bí mật Bật mí trong tập 61 ngay sau đây. Không lâu sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, Winston Churchill, cựu thủ tướng Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland đã có chuyến viếng thăm Nhà Trắng và ông cho biết đã có những trải nghiệm hết sức huyền bí. Sau khi ngâm mình trong bồn tắm với một ly scotch và xì gà, ông bước sang phòng ngủ bên cạnh. Tại đó, ông đã bắt gặp hồn ma của Tổng thống Abraham Lincoln. Hết sức bình tĩnh mặc dù đang khỏa thân, nhưng Churchill vẫn đưa tay ra chào và nói: "Chào buổi tối, ngài Tổng thống. Có vẻ như chúng ta gặp nhau trong lúc không thuận tiện cho tôi lắm." Ngay lúc ấy, linh hồn mỉm cười và biến mất. Sir Arthur Conan Doyle, cha đẻ của thám tử lừng danh Sherlock Holmes, cho biết ông từng nói chuyện với hồn ma qua bà đồng cốt. Trong khi thiên tài Erlen từ Ring cũng khẳng định rằng ông đã viễn cảm được ma. Ba người đàn ông trên đều nổi tiếng với bộ óc suy luận logic tuyệt vời, nhưng những suy nghĩ sắc bén không thể khiến họ ngừng tin vào những điều không thật. Theo cuộc điều tra hồi năm 2005 do các nhà nghiên cứu tại Đại học Princeton thực hiện, có tới 3/4 người Mỹ tin vào các hiện tượng siêu nhiên và 1/5 trong số đó cho rằng họ đã thật sự nhìn thấy ma. Và trong suốt chiều dài của lịch sử nhân loại, cũng đã có vô số trường hợp người ta nhớ lại kiếp trước. Một số nền văn hóa thậm chí coi luân hồi tái sinh là sự thật. Giáo sư Stephen Sun, từng làm việc tại Đại học Virginia và người kế nhiệm tiến sĩ Jim Tucker đã dành nhiều thập kỷ để nghiên cứu hiện tượng luân hồi tái sinh ở trẻ em và được cho là đã điều tra hơn 3.000 trường hợp. Trong nhiều trường hợp, trẻ em có thể nhớ các chi tiết cực kỳ cụ thể của kiếp trước. Ví dụ, một trong những trường hợp là một cậu bé tên Sam. Sam được 4 tuổi khi bà của cậu bé qua đời. Khi dọn dẹp nhà cửa của mẹ mình, cha cậu bé đã thấy và lấy về nhà mình một album ảnh cũ. Theo cha mẹ Sam nhớ, Sam chưa bao giờ nhìn thấy bức ảnh nào về ông nội mình. Khi họ đang xem qua album, Sam chỉ vào một bức ảnh của một chiếc ô tô và nói: "Đây là chiếc xe của con. Đó là chiếc xe đầu tiên của người ông." Mẹ Sam đã hoài nghi, vì vậy cô ấy đã cho cậu bé xem một bức ảnh của ông nội khi còn là một cậu bé, chụp cùng với những cậu bé cùng tuổi khác. Sam chỉ vào ông nội của mình và nói: "Đây là con." Thử nghiệm thêm, mẹ Sam hỏi cậu bé có nhớ gì khác từ kiếp trước không. Sam nói ai đó đã biến chị gái con thành một con cá. Khi được hỏi ai, Sam trả lời là những người đàn ông xấu. Hóa ra chị gái của ông nội đã bị sát hại và xác của cô bị vứt trong một bể nước.
Quý vị thân mến, luân hồi chuyển kiếp được hiểu một cách đơn giản đó là sự đầu thai hay tái sinh của linh hồn và một thân xác mới sau cái chết. Những người tin vào luân hồi xem thể xác và linh hồn là hai thực thể riêng biệt, trong đó chỉ có thân xác chết đi, còn linh hồn là bất diệt. Sau cái chết, linh hồn sẽ rời khỏi thân thể và tiếp tục hành trình của bánh xe luân hồi tới kiếp sống khác. Và ngay tại Việt Nam chúng ta cũng đã có rất nhiều trường hợp luân hồi chuyển kiếp hết sức huyền bí. Cháu bé Nguyễn Phú Quyết Tiến, quê ở Vụ Bản, Nam Định bị chết đuối khi mới 5 tuổi. Bố mẹ của bé là anh Tân và chị Thuận, cả hai đều là cán bộ công tác tại thị trấn Vụ Bản. Anh chị kết hôn năm 1987, đến năm 1992, chị Thuận sinh cháu trai đặt tên là Nguyễn Phú Quyết Tiến. Tiến khỏe mạnh, bụ bẫm và lớn lên trong sự vui mừng khôn tả. Tai họa ập đến trong một lần ra sông chơi, Tiến chẳng may chết đuối. Khi ấy cháu 5 tuổi, đang là học sinh trường mầm non Hoa Hồng ở thị trấn Vụ Bản. Sau việc buồn đó, chị Thuận cũng không sinh nở được nữa. Ngày 6 tháng 10 năm 2002, tại xóm Cọi, gần thị trấn, chị Bùi Thị Dự đã sinh một cháu bé trai xinh xắn, đặt tên là Bùi Lạc Bình. Mọi sự bình thường cho đến năm 3 tuổi, bé Bình cứ nằng nặc nhận mình là Tiến, nhà ở thị trấn Vụ Bản. Thậm chí, cậu bé còn bắt mẹ đưa ra thị trấn và chỉ đúng nhà số 25, nhà của anh chị Tân, Thuận. Được sự chỉ dẫn của cô giáo Đông, dạy mầm non trong bản Cọi, anh chị Tân, Thuận đã tìm đến nhà cháu Bình. Rất ngạc nhiên, cháu Bình lại như đã quen thân từ lâu với anh chị Tân, Thuận. Được sự đồng ý của bố mẹ cháu Bình, anh chị đưa cháu Bình về thăm nhà mình. Trên đường về, để thử thằng bé, anh Tân dừng xe trước một ngôi nhà cao tầng bảo cháu, nhà bác đấy cháu vào đi. Lập tức Bình bảo, đây không phải, nhà ở dưới kia cơ. Đi qua rất nhiều đường trong thị trấn, anh Tân không đi theo đường chính vì muốn thử thằng bé. Ngạc nhiên là Bình cứ chỉ rành rọt và cho đến ngôi nhà anh Tân thì mới thôi. Vừa mở cửa nhà, Bình lập tức xuống xe và chạy tót vào trong và mở tủ bới đồ đạc. Chị Dự đi cùng đã định ngăn lại, vì sợ vợ chồng anh Tân đánh giá con mình thiếu giáo dục, nhưng anh Tân đã ngăn lại, mặc cho cháu Bình tìm kiếm. Anh Tân hỏi thế cháu đang tìm gì? Tìm cái máy bay và cần cẩu. Nghe Bình nói anh Tân giật mình, vì đây là hai món đồ chơi anh đã mua cho cháu Tiến trước đây. Đến lúc cháu qua đời anh mới mang vứt đi. Bác cắt đi rồi để lúc nào bác tìm lại cho cháu, anh nói với cháu Bình. Sau bữa cơm anh Tân bảo cháu ra xe để chở hai mẹ con về, nhưng thằng bé bảo nhà ở đây, không về đâu. Nói rồi Bình chạy vào nhà leo lên giường. Đúng chiếc giường bé Tiến nằm ngày trước và nằm sấp xuống giường, ngủ luôn. Nhìn cái dáng Bình nằm y như Tiến năm xưa, vợ chồng anh Tân lặng người. Trước sự tha thiết của thằng bé đêm hôm đó, chị Dự đã miễn cưỡng cho con ở lại với gia đình anh Tân. Biết chuyện thằng bé, đêm hôm đó hàng xóm láng giềng kéo đến chật kín nhà. Ai cũng thử Bình bằng những câu hỏi để xem nó kể lại chuyện ngày xưa có chính xác không. Lạ là mọi chuyện xưa cũng như những người quen, cậu bé đều biết và nhận ra. Đêm đầu tiên Bình ở với anh Tân chị Thuận, anh chị đã hỏi cháu rất nhiều chuyện. Hỏi chuyện con chết thế nào, tại sao lại về trong xóm Cọi. Bình bảo, con cũng đã quay về nhà, nhưng đến cái cống đầu ngõ, có một người to lớn cứ chặn con lại, rồi đuổi đi nên không vào được nhà. Cũng đêm đó, anh Tân giả vờ gọi lớn Tiến ơi, lập tức ở trong nhà Bình dạ, và còn hỏi lại bố gọi gì con. Chỉ vào chị Thuận, hỏi đây có phải là mẹ con không, cháu cũng trả lời là phải. Sau khi đưa Bình về xóm Cọi, anh Tân luôn nhớ đến cháu Bình. 3 ngày hôm sau, anh Tân lại vào xóm Cọi thăm cháu. Vừa thấy anh Tân, Bình đã nhảy tót vào lòng anh như người thân thiết từ lâu lắm. Mặc cho bố mẹ, bà nội vẫn đang ngồi bên cạnh. Điều ngạc nhiên là chính bà Thìn, bà nội cháu bé, nói với anh Tân, từ ngày thằng Bình bắt đầu bi bô tập nói, tôi đã biết nó không phải người Mường mà là người Kinh. Nó nói tiếng Kinh rành rọt, điều mà chưa một đứa bé người Mường nào giống thế. Chính Bình cũng đã có lần nói với mẹ, con là người Kinh, con không phải người Mường.
mẹ không đưa con về con sẽ chết. Bà Thìn đưa Bình đi học, cháu khóc và nói: cháu không học trường này đâu, cháu học trường gần nhà cháu cơ, trường ở ngoài thị trấn. Một thời gian sau đó, Bình liên tục đòi bố mẹ đưa về nhà con và dọa không đưa về con sẽ chết. Một lần Bình ốm nặng, anh Hoan chị Dự đã rất lo lắng, sợ điều thằng bé nói sẽ linh, nó sẽ chết thật. Dù được mỗi mình cháu, nhưng không còn cách nào khác, anh chị đã đồng ý cho Bình về ở hẳn với nhà anh Tân, chị Thuận. Từ ngày về với nhà của con, Bình chơi vui vẻ và không còn bệnh tình gì nữa. Thưa quý vị, chúng ta vừa được biết về những trường hợp chuyển kiếp luân hồi hết sức huyền bí. Không dừng lại ở đó, còn có những trường hợp mà hồn ma đã trở về dương gian để báo cho người thân biết về cái chết oan ức của mình. Mời quý vị hãy tiếp tục nhìn lên màn hình để cùng theo dõi tiếp câu chuyện hôm nay. Elva Zona, nạn nhân vụ giết người được sinh ra tại ngoại ô Green Prairie vào năm 1873. Cô đã có một đứa con ngoài giá thú năm 1895. Tháng 10 năm 1896, Zona gặp gỡ Edward, một người chuyển đến Green Prairie để tìm cuộc sống mới, sống bằng nghề thợ rèn. Hai người yêu nhau và đi đến hôn nhân, bất chấp sự phản đối kịch liệt của mẹ Zona, bà Mary Jane Hunter. Chồng họ sống với nhau rất hạnh phúc, nhưng mẹ Zona chưa bao giờ thích Edward và luôn cảnh báo con gái không nên tin tưởng hắn. Ngày 23 tháng 1 năm 1897, chỉ 3 tháng sau đám cưới, thi thể của Zona đã được phát hiện ngay trong nhà, dưới chân cầu thang. Cậu bé người Mỹ gốc Phi 11 tuổi, Anderson John, được Edward thuê đến nhà hắn làm vài việc vặt giúp bà Zona. Khi tới nơi, John gõ cửa mãi mà không thấy trả lời. Cậu bé đẩy cửa bước vào và rùng mình khi thấy Zona nằm trên sàn nhà, hai chân duỗi thẳng, một tay đặt trên bụng, một tay buông thõng bên người, đầu nghiêng về một bên. Khi đến gần, cậu bé nhận ra đôi mắt mở trừng trừng khiếp sợ và thân thể đã cứng đờ, lạnh ngắt của bà Zona. Cậu chạy như bay về nhà và kể cho mẹ mình nghe những gì nhìn thấy. Edward la lên, rồi vội vã trở về nhà. Còn mẹ của John thì đi báo cho cảnh sát. Phải hơn một giờ sau, cảnh sát điều tra kiêm bác sĩ địa phương, tiến sĩ George Knapp mới có mặt tại hiện trường. Trước khi cảnh sát đến, Edward đã vác thi thể Zona lên lầu, đặt cô nằm trên giường. Trái với phong tục địa phương, anh ta tự tay thay quần áo cho vợ. Edward mặc cho vợ một chiếc váy dạ hội lộng lẫy với cổ áo cao và cứng, kèm theo một tấm màn che mặt và cổ cô. Bác sĩ Knapp đã tiến hành kiểm tra cơ thể nạn nhân để xác định nguyên nhân cái chết. Ông chú ý đến những vết thâm tím trên cổ nạn nhân, nhưng không thể khám xét kỹ hơn vì Edward phản ứng rất dữ dội, nhất quyết ôm chặt vợ và yêu cầu để cho vợ anh ta được yên nghỉ trong thanh thản. Trước sự đau thương quá đỗi đó, bác sĩ chỉ có thể khám nghiệm qua loa và đưa ra một kết luận hời hợt: chết do suy nhược trầm trọng. Khi mẹ của Zona nhận được tin buồn về cái chết của con gái, bà đau đớn thốt lên rằng: ác quỷ đã giết chết con tôi. Bà luôn cảm thấy hôn nhân của Zona và Edward sẽ đi đến một kết thúc xấu, nhưng không nghĩ đến lại có ngày này. Bà bắt đầu xoáy sâu nghi ngờ vào Edward trước phản ứng thái quá của anh ta. Trong suốt đám tang, anh ta không cho phép ai lại gần và nhìn vào quan tài. Anh ta tỏ ra đau buồn và cũng có khi tức giận, lo lắng một cách khó hiểu. Anh ta đặt một chiếc gối ở một bên đầu Zona và cuốn lại bằng một chiếc khăn. Anh giải thích làm vậy để giúp cô an nghỉ dễ dàng hơn. Bà Mary Jane không tin rằng con bà chết do suy nhược, nhưng cũng không có cách nào chứng minh cái chết khuất tất của con. Zona đã được chôn cất vào ngày 24 tháng 1 năm 1897 tại nghĩa trang địa phương, ngày nay có tên gọi là nghĩa trang Soul Chapel Methodist, nằm ở ngoại ô Green Prairie. Sau khi Zona được chôn cất, câu chuyện vẫn chưa kết thúc khi có hàng loạt điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Sau đám tang, bà Mary lấy tấm khăn trải trong quan tài của Zona đem trả cho Edward, nhưng anh ta không muốn lấy lại. Bà định đem vứt đi, nhưng lại nhận thấy tấm khăn có mùi kỳ lạ nên quyết định đem đi giặt. Ngay sau khi thả tấm khăn vào bồn rửa, nước lập tức chuyển sang màu đỏ của máu. Bà giặt đi giặt lại nhiều lần,
luộc bằng nước sôi, phơi nắng nhiều lần nhưng vẫn không thể loại bỏ cái màu kinh khiếp ấy. Đến lúc này, bà tin chắc con mình bị sát hại. Bà nghĩ rằng chỉ có Jonah có thể nói rõ những gì đã xảy ra. Thế nên, bà bắt đầu cầu nguyện rằng Jonah sẽ trở về từ cõi chết để giải thích về cái chết bất ngờ và kỳ lạ ấy. Bà đã cầu nguyện mỗi đêm trong 4 tuần liên tiếp và điều kỳ diệu đã xảy ra khi Jonah trở về. Vào một buổi tối, khi bà Mary Jane thắp đèn dầu và nến để cầu nguyện thì xuất hiện một quầng sáng trắng. Jonah xuất hiện một mình, hữu hình, có máu thịt và lạnh buốt khi chạm vào. Jonah muốn nói chuyện với bà nhưng còn do dự và Jonah đã không ở lại lâu. Hôm sau, bà Mary Jane tiếp tục cầu nguyện và 3 đêm tiếp theo, Jonah vẫn xuất hiện và thậm chí còn kể cho mẹ nghe về câu chuyện của mình. Jonah kể chồng cô là một kẻ tàn ác và đã đánh đập cô rất nhiều. Vào buổi tối trước khi chết, chồng cô trở về nhà và nổi cơn thịnh nộ khi cô không nấu thịt cho bữa tối. Trong khi cô đã chuẩn bị bữa tối chu đáo với nhiều món khác như bánh mì, bơ, nước sốt táo, mứt trái cây, anh ta giận dữ đi về phía cô, nắm chặt đầu cô trong hai bàn tay và vặn gãy cổ cô. Như để chứng minh, hồn ma Jonah từ từ xoay đầu lại quay hẳn về phía sau. Sau cuộc gặp gỡ kỳ lạ, bà Mary Jane đã tìm gặp công tố viên địa phương là ông John Alfred Breton để thuyết phục ông điều tra lại cái chết của con gái. Bà khẳng định đó không phải là một giấc mơ và bà hoàn toàn tỉnh táo. Trong cuộc gặp gỡ ấy, Jonah còn mô tả nhà cô và những đặc điểm ở nơi con bà sống, nơi mà bà chưa hề biết rõ trước đó. Mặc dù không thể mở lại vụ án vì một câu chuyện ma, hơn nữa, chứng cứ bà đưa ra thiếu khoa học và đầy mê tín, nhưng trước sự nài nỉ của bà Mary và áp lực dư luận từ những người dân trong thị trấn, công tố viên đã miễn cưỡng tiến hành điều tra lại vụ án. Khi ông nói chuyện với tiến sĩ Knapp, người khám nghiệm thi thể Jonah trước đây, nghi vấn về những vết thâm tím trên cổ được lật lại, và họ quyết định khai quật tử thi để khám nghiệm lại, một hành động chưa từng có ở vùng nông thôn phía tây Virginia trước thời điểm đó. Ngày 22 tháng 3 năm 1897, gần 2 tháng sau cái chết của Jonah, mộ cô đã được đào lên bất chấp sự phản đối của Edward. Cuộc khám nghiệm kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ với những phương pháp hiện đại và khoa học nhất. Và nguyên nhân thực sự của cái chết đã được tìm ra, cổ Jonah đã bị bẻ gãy, khớp giữa đốt sống đầu tiên và thứ hai bị chật, khí quản bị nát, chứng tỏ cô đã bị bóp cổ cho đến chết. Từ kết quả khám nghiệm này, cùng với những hành vi của Edward trong cuộc điều tra, anh ta đã lập tức bị bắt vì tội giết người có chủ đích. Sau khi vụ án kết thúc, bà Mary Jane khẳng định không còn thấy hồn ma Jonah xuất hiện nữa. Chính quyền Greenbrier khẳng định câu chuyện về cái chết của Jonah đã trở thành một dấu ấn lịch sử gắn liền với mảnh đất này. Ngày nay, trên đại lộ Route 60 gần nghĩa trang nơi chôn cất Jonah, một tấm bia đã được dựng lên với nội dung: được an táng trong nghĩa trang gần đây là Jonah Hurtesu. Cái chết của cô vào năm 1897 được cho là do nguyên nhân tự nhiên cho đến khi hồn ma của cô xuất hiện, nói với mẹ cô rằng cô bị giết chết bởi Edward, chồng cô. Khám nghiệm trên thi thể được khai quật đã xác minh lời giải thích của hồn ma hiện hình. Edward bị kết tội giết người, đã bị tống giam trong nhà tù tiểu bang. Đây là trường hợp duy nhất được biết đến mà lời khai của hồn ma giúp buộc tội kẻ giết người. Vụ án nổi tiếng đến mức nơi có tấm bia chú thích ấy đã trở thành địa điểm du lịch tâm linh, thu hút hàng ngàn khách du lịch mỗi năm. Chúng ta vừa được biết về những bằng chứng hết sức thuyết phục rằng linh hồn thực sự tồn tại. Thế nhưng, có không ít người lại phủ nhận điều này và cho rằng trên thế giới chẳng hề có ma quỷ. Chết là hết, nếu có cũng chỉ là trong tưởng tượng. Brian Cox, nhà vật lý người Anh cực kỳ nổi tiếng đến từ Đại học Manchester, đã bắt tay vào nghiên cứu về hồn ma có thật sự tồn tại hay là không. Quá trình nghiên cứu, Brian Cox kết luận rằng ma và linh hồn là những khái niệm không có thật. Để đưa ra kết quả này, ông đã sử dụng LHC, máy gia tốc hạt mạnh và lớn nhất thế giới, Large Hadron Collider, do chính mình chế tạo. Về cơ bản, LHC cỗ máy được thiết kế để gia tốc hạt,
tạo va chạm trực diện giữa các proton ở tốc độ cực kỳ lớn. Vậy nên, LHC phải được trang bị những thiết bị cảm nhận nhạy bén cực cao, bao gồm tổng cộng 6 bộ phân tích chính, cho phép thu được bất kỳ va chạm nào xảy ra ở cấp độ phân tử. Nếu như linh hồn có thật và chịu trách nhiệm điều khiển cơ thể, khiến ta vận động, chắc chắn nó sẽ sản sinh ra năng lượng và có tương tác với các hạt vật chất do cơ thể sản sinh ra. Thế nhưng, Brian Cox không thấy được sự tương tác này, kể cả khi sử dụng cỗ máy nhạy bén cực độ như LHC. Brian Cox cho rằng, linh hồn không tồn tại nếu dựa trên giả thuyết linh hồn là thứ chịu trách nhiệm điều khiển cơ thể chúng ta. Và rồi, ông kết luận, chúng ta không ở đây tranh cãi về sự tồn tại của ma, đơn giản vì ma không có thực. Quý vị thân mến, vậy là quý vị đã biết có rất nhiều bằng chứng thuyết phục để minh chứng rằng hồn ma là hoàn toàn có thực. Nhưng cũng có những công trình nghiên cứu của các nhà khoa học lại khẳng định rằng hồn ma chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Hy vọng rằng, trong một tương lai không xa, với sự phát triển vượt bậc của xã hội loài người nói chung và sự phát triển của khoa học nói riêng, thì chúng ta sẽ có được câu trả lời chính xác về việc hồn ma có tồn tại hay là không. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt quý vị và xin kính chúc quý vị cùng gia đình tất cả những gì tốt đẹp nhất. Hẹn gặp lại quý vị vào những tập tiếp theo.